Xin chào các bạn. Hôm nay thì một số người gọi mình là cách học tiếng Anh nhanh, hay, vui và như một trò chơi. Thì mình xin giới thiệu trang web. Đây, trang web thì các bạn có thể ấn như ở trên đường dẫn. Thì đây là một trò chơi các bạn có thể chơi được trên web, chơi trên điện thoại. Rất là đơn giản, vui. Đọc, viết, nghe. Đọc, viết, nghe, nói. Rất đơn giản. Thì đây là như một trò chơi, người sáng tạo ra cái trò chơi này thì đã học tiếng Anh rất là tệ và ông đã nghĩ ra một cách nào để vừa chơi mà có thể vừa học tiếng Anh. Thì sau đây là một cái trang web học tiếng Anh rất là vui cho các bạn. Các bạn thì một ngày các bạn chơi một lần thôi là được thôi. Đây, như các bạn đây, nếu các bạn biết các bạn tra từ và các bạn cứ là học như vậy thì giống như các bạn tập thể dục vậy, và các bạn sẽ giúp cho các bạn sẽ nói tiếng Anh hay hơn. Ngày xưa mình cũng nói dở lắm, nói không được luôn, ngu ngu, nhưng mà giờ này nói cũng như như ấy rồi, không nói được. À, vẫn nói được, quên. The animal, the đấy, các bạn có thể em thì các bạn hãy tải hay là vào trang web này đăng ký một nick và chơi thôi, rất là vui và hấp dẫn. Vâng, xin chào và gặp lại các bạn trong những